Live show tối 7 tháng 4 của bài hát yêu thích đã nhận được sự đánh giá cao của khán giả cũng như khách mời bình luận bởi sự văn minh trong âm nhạc, gu thẩm mỹ cao trong từng ca khúc và chất lượng hát live tốt của ca sĩ. Lan Trinh mở màn với sáng tác Follow Your Dream của nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Nổi bật trong đêm diễn là phần biểu diễn của Ngọc Khuê mang đậm hương vị Hà Nội. Giọng nữ cao Lan Anh có sự kết hợp giữa cách hát thính phòng và dân ca trong ca khúc Sợi Nhớ Sợi Thương. Tiếp nối cảm xúc về quê hương, Ngọc Ký thể hiện ca khúc Trở Về. Hương Tràm chứng tỏ ngôi vị quán quân trong giọng hát Việt với ca khúc Anh. Bản phối mới mang phong cách pop rock của Nguyễn Trần Trung Quân, ca khúc Gió Mùa Về. Maya thể hiện phần hát live tiến bộ rất nhiều với Anh Đa Tình Quá. Các ca khúc trong đêm diễn đều mang đến sự tinh tế cho người thưởng thức. Dù không được tham gia biểu diễn trong live show, nhưng Bùi Anh Tuấn vẫn xuất hiện để nhận giải bài hát được yêu thích của tháng 3, Nơi Tình Yêu Bắt Đầu do nhạc sĩ Tiến Minh sáng tác. Bảng xếp hạng các tuần sau live show đều là sự có mặt của những ca khúc gây được sự chú ý cũng như sự khen ngợi của khán giả. Bảng xếp hạng tuần 13, 14 là sự vững vàng của 3 vị trí dẫn đầu. Vị trí thứ 3 là ca khúc Lạc. Ở vị trí Á Quân là ca khúc Mộc Mạc của Lê Cát Trọng Lý, Nhiều Người Ôm Giấc Mơ. Và vị trí Quán Quân thuộc về ca khúc Anh. Ở tuần 15 đánh dấu sự rời khỏi bảng xếp hạng của Lời Xin Lỗi, ca sĩ Đào Bá Lộc, khi ở tuần 13, 14 ca khúc giữ ở vị trí thứ 8 và thứ 9. Bảng xếp hạng tuần này cũng chúc mừng Gió Mùa Về khi tăng mạnh mẽ ở tuần 13, 14 và giữ vững vị trí thứ 6 ở tuần 15, 16. Một điều bất ngờ ở hai tuần cuối trước live show tháng 5 là sự bứt phá của Lạc từ vị trí thứ 3 lên vị trí thứ nhất. Và thời điểm chốt bình chọn bảng xếp hạng tuần 16, ca khúc Lạc vẫn giữ vững ở vị trí này. Khán giả hãy tiếp tục ủng hộ và bình chọn cho các ca khúc mà mình yêu thích để bài hát yêu thích xứng đáng là bảng xếp hạng âm nhạc dành cho người yêu nhạc.